Bonjour mes élèves de 6e. Bài học của chúng ta hôm nay là ôm lại phần chia động từ ở một số thì chúng ta đã học. Lý thuyết chúng ta đã giải quyết ở các tiết trước. Tiết này chủ yếu tập trung vào giải bài tập. Nhưng trước khi đi vào bài tập thì cô ôm một số điểm cơ bản về một số thì chúng ta đã học. Thứ nhất, thì present. Ở thì present chúng ta chú ý ở ba nhóm động từ Premier group, deuxième group và troisième group. Chúng ta có các sujet je, tu, in, en, nous, vous et in, en, pluriel. Đối với động từ nhóm 1 thì chúng ta bỏ đi đuôi er và chúng ta thêm vào các terminaison je, sẽ, tu, es, in, en, nous, ons, vous, z, et in, en, au pluriel, ent. Ở nhóm 2, đối với ngôi je, chúng ta bỏ ir bởi vì động từ nhóm 2 kết thúc bằng ir, nhưng không phải tất cả. Cái này chúng ta học ở phần lý thuyết cách chia động từ ở present rất kỹ rồi, chúng ta xem lại nhé. Chúng ta bỏ ir đối với ngôi je, chúng ta thêm đuôi is, tu is, in it, nous is sont, vous is se, in en pluriel is. Troisième groupe, động từ ở nhóm 3 là những động từ rất đặc biệt và cách chia cũng phức tạp nhất. Vậy ở đây không có một cái quy tắc nào nhất định hết, mà chúng ta chỉ thấy thường thường động từ nhóm 3 đối với ngôi je thì kết thúc bằng s hoặc is hoặc là cô nhắc lại thường thường chứ không phải luôn luôn, vẫn có một số trường hợp đặc biệt. Đối với ngôi tu thì thường là s, is, u, s, in, u, n, sẽ t, u, d, u. Đối với ngôi nu là vẫn ons, vu, z, in, n, o, pluriel, sẽ ent. Chúng ta sang thì thứ hai, future simple. Future simple thuộc nhóm thì đơn và cách chia như sau. Ta lấy khatikan cộng với terminaison, và khatikan của future simple chính là infinitive. Nhưng đối với một số động từ có infinitive kết thúc bằng e thì ta bỏ e trước khi thêm terminaison vào. Terminaison của future simple chính là ai, as, a, ons, ez, ont. Chúng ta chú ý có một số động từ đặc biệt. Tất cả những động từ đặc biệt này cô đã dạy ở phần lý thuyết. Đề nghị các em mở lại phần lý thuyết để xem lại tất cả các động từ đặc biệt và học lại cách chia của từng verb particulier. Sang thì thứ ba là imparfait. Imparfait cũng là thì đơn và cách chia như sau. Bước thứ nhất, ta chia động từ ở thì present của thức indicative ở ngôi thứ nhất số nhiều, có nghĩa là ngôi nu. Bước thứ hai, ta bỏ đi ons, phần còn lại chính là cardigan của thì imperfect. Sau đó ta thêm các đuôi của imperfect vào ai, s, i, s, i, t, i, o, n, s, i, e, z, a, i, e, n, t. Động từ đặc biệt đối với thì imperfect ta có verb être. Chúng ta cũng xem lại phần lý thuyết đã học trên lớp. Sang thì thứ tư là passé composé. Passé composé khác với ba thì chúng ta vừa ôm, đó là passé composé thuộc nhóm thì kép. Thì kép có nghĩa là nó được viết dưới dạng l'auxiliaire avoir hoặc être cộng với participe passé. Mà ở thì passé composé thì l'auxiliaire avoir hay être được chia ở thì present. Chú ý,
một số trường hợp chúng ta phải hợp giống và số, đó là với trợ động từ S thì participe passé hợp giống và số với sujet, còn với trợ động từ avoir thì participe passé hợp giống và số với COD được đặt ở trước. Trước ở đây có nghĩa là trước participe passé. Chúng ta bước sang bài tập. L'exercice 1. À quel temps les verbes des phrases suivantes sont-ils? Đề hỏi chúng ta những động từ của những câu dưới đây được chia ở thì nào. Chúng ta quan sát câu thứ nhất. Travaillons là động từ travailler được bỏ đi đuôi er và thêm vào đuôi ons, đó chính là thì raison. Câu 2. Động từ là attendu. Nhìn vào đây chúng ta thấy rất rõ ràng động từ này được chia ở dạng l'auxiliaire avoir ở thì présent cộng với participe passé của động từ attendre. Vậy đây chắc chắn là passé composé. Câu 3. Động từ là j'irai. Đây chính là động từ aller được chia ở futur simple. Cái này nằm trong phần lý thuyết, chúng ta phải học thuộc. Câu số 4. Et đuôi aient là đuôi dành cho thì imparfait ở ngôi thứ ba số nhiều. Và đây chính là thì imparfait. Câu số 5. J'ai 12 ans. E là động từ avoir được chia ở thì présent. Cái này là thuộc nhóm động từ đặc biệt. Câu 6. Etion. Ta thấy đuôi ion rõ ràng là terminaison của imparfait, chắc chắn là thì imparfait. Nhưng ở đây cô lưu ý thêm một tí này. Sujet trong câu này là ma tante et moi. Nếu như sujet có nhiều người, trong đó có moi, thì chúng ta chuyển thành sujet tương đương là nous. Câu số 7. Tout le monde est parti hier soir. Động từ là est parti. Rõ ràng ta cũng thấy động từ này được viết dưới dạng l'auxiliaire être ở présent cộng với participe passé, cho nên đây chính là thì passé composé.